thành phố Boston có một cái chợ trái cây và rau rất độc đáo và rất rẻ, nằm ngay trung tâm thành phố Boston. Nó gọi là chợ Hay Market. Đặc biệt ở đây chỉ bán vào ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Tất cả các loại trái cây từ Nam chí Bắc, từ của Mỹ đến của Mexico đều có mặt ở đây. Một điều rất thú vị đó là giá cả rất rẻ. Và tất cả các loại trái cây đều được đóng gói, đóng hộp. Thường là có Mexico. Và hầu hết đều là người Mỹ hay người người Hoa cũng buôn bán ở đây. Hôm nay tôi đi chợ chiều, ngày thứ bảy, thường thì 6 giờ thì chợ đã thôi bán. Nhưng hôm nay mùa hè, do đó 7-8 giờ trời vẫn còn nắng và người ta vẫn đi tới. Do đó một số cửa hàng cũng tiếp y hệt như là chợ chiều 30 Tết, chợ hoa, chợ chiều 30 Tết ở Việt Nam. Một số người cũng ráng mua, một số người cũng ráng ở lại bán. Và đặc biệt họ bán rất rẻ. Thường thì 3 đồng, 3 đô la một thùng cam hay là 7-8 giờ cam, trái cam. Bây giờ chỉ còn 1 đô la và họ rao in đòi, rất thú vị. Trái cây rất nổi tiếng vì giá rẻ và cũng đóng bịch, đóng hộp đàng hoàng và hầu hết là của người Mỹ. Nhưng hiện nay rất nhiều người dân Boston đã đến và mua. Và nhiều người mua rất nhiều, mua thùng này đến thùng kia các bạn, và đang chờ xe để chờ tới. Đây cũng khá hỗn tạp các bạn. Đây trời vẫn còn lạnh, do đó người ta sợ mưa, người ta vẫn che những cái rạp để vào. Và tôi cũng đã bị che luôn cái rạp này và bị móc tối mất cái điện thoại. Mất điện thoại bèo thì không biết, nhưng mà những cái số và những cái một vài cái thẻ tôi còn kẹt trong đó. Và thưa các bạn là chỉ tích tắc sau khi liên lạc thì đã tắt máy và đổi ngay mật khẩu của email cũng như là mật khẩu Facebook của tôi ngay trong điện thoại. Tức là tôi gặp dân chuyên nghiệp rồi. Và các bạn vô đây phải cẩn thận. Rất nhiều cũng tay móc túi lần quất ở đây. Tất cả chỉ giá 1 đô la, không chỉ người da màu, rất nhiều người da trắng cũng dừng lại mua vì nó quá rẻ. Và người khác họ đang dọn dẹp để trở về. Hôm nay là chợ chiều, do ngày hè, 7-8 giờ tối và trời vẫn nắng, do đó là người ta đi, vẫn còn đi. Và khi còn đi thì người ta vẫn còn đang bán vớt vát nhưng mà giá rẻ như cho. Chỉ có 1 đô la một tối một bịch luôn các bạn. Hầu hết người bán là người Mỹ, người Mexico. Họ rất vui vẻ. Mình mà bán 1 đồng 5 trái mình lấy 6 trái họ cũng cười cho thêm. Tất cả đều giá 1 đô la, các bạn thấy không? Một hộp như vậy có 1 đô la thôi. Táo còn rất tươi. Táo dâu, có chuối hơi héo. Chuối 1 đồng là một hộp mấy chục trái, 4 ngày. Khung cảnh mua rất là vui như là chợ chiều 30 Tết. Một cửa hàng của
những người Hồi giáo các bạn, họ cũng bán rau, họ cũng làm rất nhiệt tình.